bộ mascot đáng yêu kỳ lạ này là thật ra là một con quái vật, chỉ cần mặc nó vào thì sẽ trở nên bạo lực đáng sợ cực kỳ. Món đồ chơi này giống như cái máy lập từ. Nó chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, hãy nhìn ánh đèn rực rỡ này đi. Vậy thì rốt cuộc có bí mật gì ẩn giấu sau câu nói này? Chúng ta hãy chuyển cảnh sang anh da đen người bị hại đầu tiên. Wilson sống một mình vừa dọn đến tòa chung cư mới này, hàng xóm là một bà lão tên Red với khuôn mặt trẻ trung. Red rất ấm áp, sở thích là ngày nào cũng đi nhiều chuyện sau khi ăn cơm xong. Khi uống nhiều rồi thì nhảy đầm và nói bậy, nghề nghiệp của Wilson là một diễn viên nhỏ vô danh. Hôm ấy anh đã tìm được một tờ quảng cáo tuyển diễn viên nên đi thử xem. Có rất nhiều diễn viên đến phỏng vấn. Nhưng Wilson chỉ mới đọc nửa câu thoại thì đã vượt qua buổi phỏng vấn. Ban giám khảo này rất khó tính, lúc thì kêu anh diễn này, lúc thì kêu diễn kia. Ông chủ rất hài lòng với biểu hiện của Wilson, ông ta lôi một con đồ chơi kỳ lạ ra. Thì ra anh ta tuyển diễn viên là để Wilson mặc bộ mascot này vào. Ông chủ nói con búp bê này tên là Polka, đừng trông nó xấu vậy thôi, thực ra nó là một cái máy bắt chước. Nó sẽ bắt chước câu nói của bạn, đơn giản mà nói nó chính là con gấu búp bê phiên bản đặc biệt. Con búp bê này là sản phẩm được công ty dự định cho ra mắt vào dịp Noel. Con búp bê xấu đến nổi khiến người ta cạn lời, nhưng ông chủ lại cứ khen nó mãi. Nói rằng đây là khí chất hoàn hảo có 102 của Polka. Anh cứ nói thẳng là nó xấu là được mà. Wilson mặc bộ đồ lên, ối, cũng hợp lắm chứ. Wilson không muốn làm như ông chủ cho anh ta rất nhiều tiền, thế là anh ta chỉ đành ký tên lên hợp đồng bảo mật. Wilson mang bộ đồ về nhà, không nhịn được lại mặc vào. Nào ngờ vào lúc mặt vào, anh điên như con chó husky nhập vào. Anh đập phá đồ đạc trong nhà lung tung, nhưng một giây sau bỗng Wilson đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy mặt đất bừa bộn, phản ứng đầu tiên của Wilson là nghĩ rằng trong nhà bị trộm. Bộ mascot vẫn đang nằm trên giường. Anh ta không hề nhớ những gì vừa xảy ra lúc nãy. Dường như người vừa mặc bộ đồ lúc nãy không phải là anh ấy vậy. Vì sắp đến Giáng sinh nên Wilson đã trang trí cây thông Noel cho Red. Họ giống như người nhà vậy. Sau khi tạm biệt bà ấy thì anh bắt đầu ngày làm việc bận rộn của mình. Không lâu sau Polka bắt đầu được tung ra thị trường, mọi người đến đông như kiến. Xem ra không chỉ ông chủ có vấn đề về thẩm mỹ, mà Wilson đang phụ trách mặc bộ mascot đó và chơi với bọn trẻ. Trong nhóm người có một bà mẹ đơn thân tên Melanie đã thu hút sự chú ý của Wilson. Anh đã bị cô ta hấp hồn. Trong lúc nghỉ ngơi anh đã trốn bên cửa sổ để nhìn trộm cô. Ông chủ biết Wilson có ý với cô ta nên đã cố ý hỏi xin danh thiếp của Melanie. Anh lên mạng tra thông tin, thì ra Melanie là quản lý bất động sản. Anh rất vui, nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội theo đuổi cô. Sau khi Wilson rời đi, Polka đã bỏ lên, đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ, còn mở máy tính lên rồi len lén ghi thông tin của Melanie lại. Nam chờ vợ nữ đã ly hôn chồng không ra tay thì khi nào mới ra tay. Hôm sau Wilson đã đến nhà Melanie và lấy cớ là muốn mua nhà. Melanie thấy mối làm ăn tự tìm đến đương nhiên giới thiệu rất nhiệt tình. Sau một hồi trò chuyện phát hiện quan điểm của hai người giống nhau và có sở thích giống nhau. Đúng là trời sinh một đôi mà. Tối hôm đó Wilson đã vui mừng khoe với Red rằng Melanie là một cô gái tuyệt vời như thế nào. Không ngờ lúc này trong phòng có tiếng động ầm ầm vọng ra. Nghe kỹ lại, âm thanh này được phát ra từ trong phòng ngủ. Wilson lấy can đảm bước vào phòng ngủ. Má ơi, con mascot Polka thành quái vật rồi. Wilson bị dọa đến đổ mồ hôi. Mới chớp mắt thì lại không thấy nó đâu nữa. Wilson cảm giác đầu đau như búa bổ, hai tay dính đầy máu tươi từ lúc nào không hay. Tối hôm đó Wilson lại hẹn Melanie đi hẹn hò. Vì hai tay đầy vết thương nên anh chỉ đành mang găng tay. Mối quan hệ của hai người phát triển rất nhanh, quen nhau được 2 ngày đã xác nhận mối quan hệ. Vì để làm cho Melanie vui, Wilson đã mua một con Polka. Thì ra vì đồ chơi cháy hàng nên con của Melanie mua giành được. Món quà này đã kéo khoảng cách của Wilson và cậu bé Ti đến gần với nhau. Melanie rất cảm kích vì những gì Wilson đã làm, vì chồng trước của cô là một tên khốn nạn, trước giờ chưa từng mua đồ chơi cho con. Wilson vẫn tiếp tục nghe ngóng tin của người chồng cũ, nhưng không ngờ một giây sau bày trí trong phòng đã thay đổi. Làm gì có Melanie và Ti, rõ ràng anh đang trong nhà của mình. Những ngày tháng sau đó Wilson càng lúc càng trở nên bất thường. Dường như anh đã hợp lại làm một với Polka. Hôm ấy khi tan làm anh đã làm ngược với quy định, mặc bộ mascot rồi về nhà. Bộ dáng to đùng bước đi trong con hẻm nhỏ rất nổi bật. Đôi mắt của Polka cũng biến thành màu đỏ, thể hiện một cách rất bạo lực và phẫn nộ. Anh gõ cửa nhà của Red điên cuồng, sau đó đánh bà ấy một trận dữ dội. Đánh đến nhà người ta nát như bươm, nhưng chớp mắt anh lại nằm trong phòng ngủ. Nghe thấy tiếng động cách vách, dường như người đánh hàng xóm không phải là mình. Không rể gì mới chờ được đến trời sáng, nam chính đẩy cửa nhà của Red ra. Nào ngờ Red vẫn ổn, không hề có dấu vết đã bị đánh. Wilson tinh thần bất ổn, anh ý thức được não mình đã có vấn đề. Cứ hay có những khoảng trống ký ức xuất hiện trong đầu. Một giây trước còn nhìn thấy Polka đang phát điên, một giây sau đã lật đổ hết những gì mình đã nhìn thấy. Thậm chí anh còn không nhớ tại sao mình lại dọn đến chung cư này. Nghe được lời kể lại của Wilson, Red đã nói một câu nói rất kỳ lạ. Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Chỉ cần bắt đầu từ bây giờ, hãy đưa ra những quyết định chính xác là được. Lượng tiêu thụ của Polka càng lúc càng tốt, tiền lương của Wilson cũng tăng cao.
Một khi rảnh anh sẽ đến chơi với Melanie và Ti. Ti nói với anh không cần nghĩ cách dỗ ngọt mẹ của cậu bé. Đối với họ mà nói, ở bên nhau lâu dài mới là điều quan trọng nhất. Lễ Noel đã đến, Wilson đã cố ý mua cây thông Noel đặt trong vườn nhà hai mẹ con. Melanie treo rất nhiều đèn và đồ trang trí lên cây, không khỏi cảm thán rằng, hãy nhìn ánh đèn rực rỡ này đi. Câu nói này rất quen, nó như xuất hiện trong trí nhớ của Wilson lần nữa. Bên tai anh không ngừng truyền đến âm thanh của máy vô tuyến, dường như chuyện này đã từng xảy ra rồi. Vì để thể hiện tình cha của mình, Wilson đã cố tình tổ chức tiệc Noel cho Ti, còn mặc bộ mascot Pocka để cho Ti một bất ngờ thật lớn. Đương nhiên bọn trẻ chơi rất vui, nhưng trong đó có một cậu bé có biểu hiện rất không vui. Cậu bé nói Pocka chỉ là đồ chơi cho con nít, còn cười nhạo Ti không có bố. Ti rất tức giận nhưng cậu bé còn chưa kịp ra tay, thì một giây sau Pocka đã kéo cậu bé kia vào phòng và đánh cậu ta một trận, khiến cậu bé phải kêu cứu liên tục. Bữa tiệc đó kết thúc trong không vui, khiến Ti nhìn thấy mọi việc khó mà không bị bóng ma tâm lý giày vò. Bọn họ vốn không biết Wilson chính là Pocka. Melanie hỏi Wilson đã mời người bạn biến thái này ở đâu ra, ngay cả con nít mà còn đánh. Wilson liền rú lông lên, ý của em là nói anh đã phá hỏng mọi việc sao? Còn chưa đợi Melanie giải thích, Wilson đã phát hiện cây thông Noel trong góc tường biến mất rồi. Anh hỏi Melanie, em không thích thì cứ nói thẳng, sao phải chơi chiêu đem cây thông Noel đi vứt chứ? Sau đó anh lại hỏi về bố của Ti, tại sao Melanie không muốn nhắc về chồng cũ của cô trước mặt anh? Wilson mất kiểm soát khiến cho Melanie cảm thấy sợ hãi. Cô trực tiếp ra lệnh tiễn khách. Khi về nhà, Wilson lại lôi bộ đồ ra. Dường như bây giờ anh không thể rời khỏi bộ đồ Pocka nữa. Nếu cởi ra thì giống như sắp tắt thở vậy. Rất nhanh số lượng Pocka đã bán ra đã có vấn đề. Bọn nó không còn bắt chước bọn trẻ nói chuyện nữa, mà chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Hãy nhìn ánh đèn rực rỡ này đi. Các phụ huynh nói rằng mình bị lừa, yêu cầu phải trả hàng. Cửa hàng bán Pocka buộc phải đóng cửa. Wilson cũng mất việc. Ông chủ Finn đã thu lại bộ mascot của Wilson. Không có bộ đồ này, Wilson cảm thấy cuộc sống đã mất hết ý nghĩa. Anh bất lực đi tìm Melanie để xin làm hòa. Xong cô nhìn thấy anh thì như thấy ma vậy, vội vàng bỏ chạy. Anh nhìn thấy cây thông Giáng sinh nằm một bên, sau đó bên dưới có máu tươi đang chảy ra. Sau đó cảnh tượng lại thay đổi. Wilson thấy lửa bốc lên khắp nơi, Pocka đáng sợ đang gây chuyện khắp nơi. Bà hàng xóm Red cũng không còn uống rượu như trước đó nữa. Trên đầu bà có một cái lỗ máu thịt bê bết. Bà lẩm bẩm trong miệng một câu, tôi rất xin lỗi, cậu đến muộn rồi. Wilson cảm giác khó thở, thế giới xung quanh không còn như những gì anh muốn. Thế là anh vào nhà kho cho công ty và trộm bộ mascot Pocka. Anh ta mặc bộ đồ rồi tặng cho Melanie một con Pocka, bên trong còn có đoạn ghi âm xin lỗi của mình. Sau đó một mình trốn sau cái cây, hy vọng Melanie sẽ tha thứ cho mình. Nào ngờ không cẩn thận đụng trúng người qua đường. Hai người không nói nhiều mà đấm nhau trên đường luôn. Người qua đường cướp cái đầu của Wilson rồi móc bông gòn trong bộ đồ ra. Cuối cùng Melanie cũng biết con Pocka đó là nam chính. Chính là cái tên mặc đồ rồi đánh con nhà người ta một trận tơi bời. Đoạn tình cảm mới bắt đầu chưa bao lâu đã buộc phải kết thúc. Wilson đến tìm ông chủ nói rằng cái đầu của mình bị người ta cướp rồi. Ông chủ nhìn thấy Wilson diễn sâu quá, đây chỉ là một bộ mascot để bán đồ chơi mà thôi. Ông ta vừa nói xong trong phút chốc Wilson đã bừng tỉnh. Một giây sau bóng khách xung quanh biến mất không thấy đâu. Wilson trở về chung cư và biết tin Red đã bị giết rồi. Hiện trường có dấu vết đánh nhau vùng vẫy. Cảnh sát nói, thứ duy nhất đấu với bà ấy là chai rượu của bà ấy. Wilson biết tất cả là do Pocka bày trò. Anh vội vàng chạy về nhà quyết đấu sống chết với Pocka. Chỉ thấy mắt của Pocka bốc lên ngọn lửa. Đứng trước mặt Wilson xé nát ảnh của Ti và Melanie. Một giây sau Pocka lại biến mất. Wilson biết rằng mọi chuyện không ổn, Pocka định ra tay với Ti và Melanie. Anh vội vàng cầm lấy cây rìu và bổ về phía Pocka. Bổ đến nổ Pocka phun máu tung tóe. Cuối cùng cũng giải quyết được Pocka, Wilson thở ra một hơi. Hừ, như vậy thì mày không làm hại người khác được nữa. Trời sáng, anh vội chạy đến là Melanie, chỉ thấy trong phòng treo đầy ảnh cưới của Melanie và anh ta. Ấy, chuyện gì thế này? Melanie đang chơi với Ti ở bên cạnh. Dường như họ không nhìn thấy Wilson, anh có gọi cũng không ai trả lời. Lúc này một người giống hệt Wilson xuất hiện ngay trước cửa. Anh ta ngồi trên sofa và lớn tiếng mắng chửi Melanie, sau đó đập bể cây thông Noel như bị điên vậy. Nhìn thấy Ti đứng trong góc run lẩy bẩy, cuối cùng Wilson cũng đã khôi phục lý trí, vội nói rằng anh sẽ đưa cả nhà đi mua một cây mới. Lúc này Wilson mới nhớ ra thì ra Melanie là vợ của mình, Ti là con ruột của mình. Wilson là một kẻ bạo lực, thích hay trút giận vào vợ của mình. Hôm ấy sau khi anh ta đập bể cây thông Noel thì lại lái xe đưa hai mẹ con đi mua cây mới. Nào ngờ vì chạy quá nhanh không cẩn thận đụng vào cái xe trước mặt. Mà người đụng vào xe của họ chính là bà hàng xóm Red. Đầu của bà ấy có một cái lỗ, vợ con của Wilson chết trong biển lửa còn anh ta bị thương nặng hôn mê không tỉnh. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này anh mới nhìn rõ cảnh sát đến cứu mình chính là Finn, ông chủ của cửa hàng Pocka. Ông ấy cầm đèn pin và lặp lại câu nói, hãy nhìn ánh đèn rực rỡ này. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đây chính là tình tiết gộp lại giữa con đường ảo mộng và Style.
cả câu chuyện đều là ảo giác sau khi Wilson bị đụng xe. Wilson là một kẻ bạo lực, anh biết những bi thương này đều do tính cách bạo lực của anh gây ra. Thế là anh đã tự tạo nên ảo giác cho mình. Những người anh ta gặp trước khi chết đã trở thành vai diễn trong ảo giác của anh. Vì tiềm thức của anh đã trốn tránh những sai lầm của anh. Anh ta đã dồn hết sự bạo lực của mình lên bộ đồ mascot Polka, chỉ khi nào mặc vào anh ta mới trở nên bạo lực. Mà sau khi cởi bộ đồ ra anh lại trở thành người cha tốt bụng, kết thúc phim bà lão gặp tai nạn xe với anh cũng không phải quá vô tội. Lần đầu tiên Wilson gặp bà ấy đang vừa uống rượu vừa trò chuyện. Mà cuối bộ phim khi Wilson biết Red đã chết, trên hiện trường đầy dấu vết giằng co, nhưng cảnh sát lại nói, thứ duy nhất đánh nhau với bà ấy chính là chai rượu của bà ấy. Nghĩa là bà chủ đã hy sinh vì rượu. Tốc độ lúc bạo lực của Wilson cộng thêm Red say rượu lái xe đã khiến bi kịch xảy ra. Nói tóm lại là câu chuyện được xây dựng không tệ nhưng hơn 10 phút thì quá dài rồi. Người ta thu gọn bộ phim lại có 10 phút thôi, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Biên tập muốn thể hiện quá nhiều cuối cùng tình tiết bộ phim trở nên hỗn loạn, khó hiểu, nên khiến bộ phim cố quá thành ra sôi hỏng bỏng không.